Navata Nguyễn Phú Thảo các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn hai cuốn sách rất là bự nha các bạn. Đây, mình cầm còn không nổi ra các bạn. Trước khi mình làm video, quay video về hai cuốn sách này thì các bạn nhớ bấm mình nút like và nhấn đăng ký nha các bạn, và nhấn vào cái chuông để mình ra video mới thì các bạn nhìn được nha. Bây giờ mình xin giới thiệu một cuốn thứ nhất là cuốn động vật. Cuốn động vật này nằm trong cuốn sách trẻ em luôn. Các bạn á, mẫu sách này ra dễ nhìn chim động vật của thế giới nha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Có những cuốn động vật nè, đây là chim cánh cụt. Còn đây là những con chim. Nè, đây là gắn nè các bạn. Giờ cuốn này á là giá của 75.000 nha các bạn. Cũng rất là rẻ. Cái này mua trong siêu thị, trong nhà sách nè các bạn. Cuốn sách tiếp theo là cuốn sách tự nhiên. Đây, cuốn sách tự nhiên đây. Cuốn sách này cũng nằm trong trẻ em, nằm trong cuốn sách trẻ em á. Mình mở ra là thấy những quan cảnh rất đẹp. Bây giờ cuốn này cũng 75.000 luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, wow, đẹp quá các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở mặt sau cuốn sách này có những dòng chữ đọc rất là hay. Còn những cuốn sách, bốn cuốn sách là cuốn sách động vật là mình mới giới thiệu cho các bạn. Cuốn sách tự nhiên, cuốn sách thiên nhiên là cuốn sách này, cuốn sách thiên nhiên này các bạn. Cuốn sách này, cuốn sách là về các quốc gia, rất là đẹp nha các bạn. À, mình xin nói lại, nói lộn, cuốn sách này là cuốn sách đại dương nha các bạn. Bây giờ mình đã làm video xong rồi, mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bye các bạn, Navata love you.